Chị ơi, mấy nay có vụ gì mới không vậy? Ủa mày thiếu tiền lắm hả? À đâu, tại em chỉ là hào hứng quá thôi. Lừa đảo là để kiếm sống chứ không phải trò chơi. Khó quá. Còn sức còn làm được thì làm đi. Quang. Hả? Dạy mấy này. Dạy gì? Anh nói như là không có bài bạc gì hết mà. Anh đâu có dạy nó bài bạc. Anh dạy nó lừa đảo mà. Lừa đảo ai? Ông Tý.